đấu phá thương khung, vô thượng cảnh giới tập 563. Diệt thiên trượng, thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cỗ này phân thân tồn tại ở tiêu viêm không gian giới tử ở trong, đạo hắc ảnh kia trong bụng không gian độc lập bên trong, tại nơi, như phôi thai vậy huyết trong túi. Tiêu viêm có thể cảm thụ đạo, đang tại theo thời gian trôi qua dựng dục. Nhưng trên thực tế, tiêu viêm nếu là muốn để cho thức tỉnh, tùy thời cũng có thể. Cỗ này phân thân đến từ thái hư cho nên có thể tạm thời gọi hắn là thái hư phân thân cho nên cuối cùng tính ra diệt trừ tiên ma phân thân phía sau tiêu viêm trên thực tế bây giờ mới có ba bộ phân thân nhìn trước mắt đồng tử tiêu viêm trong mắt có tinh mang thoáng qua người nói có hay không một loại khả năng ta đem ngươi cỗ này phân thân cũng đoạt xác đương nhiên ta chỉ nói là có thể tiêu viêm cười nói nghe vậy đồng tử trong mắt lập tức nộ khí phun trào phảng phất tiêu viêm đây chính là tại mỉa mai hắn kích động hắn nguyên thần phân thân bị đoạt thống khổ Tại ta si di nhất tộc trước mặt, người bất quá chỉ là một cái không tầm thường chút nào sâu kiến thôi. Ta nguyên thần phân thân mặc dù bị ngươi đoạt xá, bất quá chỉ là ngươi vận khí tốt thôi, nếu không phải là có người tương trợ cùng ngươi, chỉ là sâu kiến cũng dám vọng tưởng, đồng tử lạnh giọng nói. Lời tuy như thế, bất quá ta vẫn là thành công, mặc dù ta chỉ là sâu kiến, như vậy ngươi như thế nào thua ở một con kiến hôi trong tay. Người hung ác quả nhiên khác nhau, ngay cả mình đều mắng. Tiêu viêm chợt chợt miệng, đồng tử lập tức sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói nhanh mồm nhanh miệng ngươi cùng ta kéo dài thời gian cũng là vô dụng hôm nay đại trận đã phá ngươi chính là tình thế chắc chắn phải chết lần này vẫn còn phải cảm tạ ngươi đem nguyên thần từ thần hy vì ta đưa tới đương nhiên cũng muốn cảm tạ mắt chó nếu không phải là nó ta đây đại trận trong thời gian ngắn thật vẫn không phá được nói chuyện với ngươi đâu mắt chó ngươi có nghe thấy không nhân ra cho ngươi nói lời cảm tạ tiêu viêm quát lớn Mắt chó lập tức tại Tiêu Viêm trong tay áo, tựa như không còn sinh khí. Ha ha, cái này giả chết công phu ngược lại thật đúng là có một bộ. Nói nhảm cũng nói không sai biệt lắm, như thế nào các ngươi dự định quần ẩu ta sao? Tiêu Viêm trước tiên mở miệng nói, đồng tử cười lạnh một tiếng. Ta nghe nói, chết một cái hồn vương cùng hồn hoàng, e rằng đều hẳn là ngươi làm, tại vực sâu cực địa ở trong, không người dám trêu chọc ta phệ hồn tộc, hôm nay liền để cho ngươi biết được, đây là vì cái gì? Chớ cho rằng ngươi có nguyên thần phân thân liền có thể vô địch thiên hạ. Thế giới rất lớn, chỉ là bất hủ nhục thân mà thôi, trong mắt của ta, thời khắc này ngươi vẫn là một cái tầm thường sâu kiến." Đồng tử trầm giọng nói, sau đó khí tức cường đại chính là hướng về Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Đối phó ngươi e rằng còn không cần ta ra tay, vẻn vẹn cái này năm vị hồn hoàng cùng 17 tên hồn vương liền có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Phệ hồn tộc nghe lệnh, liên thủ đem hắn giảo sát. Thoại âm rơi xuống, bốn phía hơn mười đạo thân ảnh chính là cùng nhau nhìn về phía tiêu viêm có được trăm vạn hồn phách hồn hoàng thì có năm người tăng thêm hồn vương hôm nay chỉ sợ là đế chi bất hủ bước thứ ba mới có thể cùng bọn hắn ngang hàng tiêu viêm cảm thụ qua hồn vương thực lực mà nắm giữ trăm vạn hồn hoàng thực lực càng là không cần nhiều lời năm vị hồn hoàng thân hình trước tiên lướt đi bọn hắn nhìn xem tiêu viêm ánh mắt bên trong không có sợ hãi chút nào ngược lại mỗi một cái đều là kích động tựa hồ muốn tại phệ hồn đế trước mặt lập công liên tiếp chính là hướng về tiêu viêm công kích mà đến phệ hồn tộc mạnh nhất cũng không phải là bản thân chân chính cường đại là đến từ cùng bằng bạc hồn phách số lượng hội tụ mà thành lực lượng cường đại sức mạnh bực này giống như công kích linh hồn nhưng lại cũng không phải là tất cả đều là bây giờ phân biệt có mấy đạo kim hồn từ năm vị hồn hoàng thể nội lướt đi hướng về tiêu viêm bao phủ tới bất quá nhưng vào lúc này một đạo hàn quang từ xa quả nhiên hư không chạy nhanh đến phịch một tiếng trầm đục đáy vực sao một vị trong đó hồn hoàng chính là thân hình chấn động búng máu tươi lớn phun ra như diều đứt dây bắn ngược mà đi nhìn kỹ mi tâm chỗ bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyết động phanh 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 lại là liên tục bốn đạo âm thanh còn lại bốn tên hồn hoàng đô còn chưa phản ứng kịp đều là thân hình bắn ngược mi tâm chỗ đều không ngoại lệ đều xuất hiện một cái máu rầm rề lỗ thủng quỷ dị hơn là trong nháy mắt này năm tên hồn hoàng trong nháy mắt đều đã mất ý thức đột nhiên xuất hiện một màn này lập tức để cho còn lại cần phải ra tay hơn 10 người hồn vương đô là cả kinh ánh mắt đều là hoảng sợ nhìn xem một màn này năm tên bị không hiểu công kích đánh trúng hồn hoàng toàn bộ đều là không nhúc nhích ân ẩn giấu đi thủ đoạn đồng tử nhướng mày bất quá đúng lúc này một đạo hàn quang chính là hướng hắn gào thét mà đến trong nháy mắt vô số hồn phách phun trào mà ra xinh xinh đem đạo này hàn quang cho cản trở lại hàn quang tán đi một cái nhọn như thủy tinh vậy đạn đá xuất hiện nhiếp hồn đánh như thế đồ vật không phải cái kia như cũ vẫn diệt mênh mông thế giới mới có sao đồng tử ánh mắt ngưng lại nhìn xem trước mặt viên này thông thấu như thủy tinh đạn đá hắn lông mày hiếm thấy hơi nhíu lại bất quá coi như như thế người chẳng lẽ đã cảm thấy có thể cùng ta ngang hàng đồng tử ánh mắt ngưng lại lạnh lùng nhìn xem tiêu viêm nhưng hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong tiêu viêm thân hình đã là giống như như đạn pháo hướng về hắn gào thét mà đến nguyên thần phân thân và tập tôn trong nháy mắt bày ra tố mệnh chi thuật hòa làm một thể lúc này một quyền chính là hướng về đồng tử gào thét mà đi vô số hồn phách phun trào mà đến hồn phách phun trào ở giữa cũng giống như giống như ngưng kết trở thành một đạo ngưng thực nắm đấm hướng về tiêu viêm gào thét mà đến oanh một tiếng tiêu viêm nắm đấm trong nháy mắt xẻ đem hồn phách chỗ ngưng hắc quyền sinh sinh đánh tan thân hình càng là không dừng lại chút nào lại lần nữa là bàn chân hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh chấn thần bảy đạp Đệ nhất đạp, đệ nhị đạp, đệ tam đạp, đệ tứ đạp. Tiêu Viêm không chút do dự liên tục bước ra bốn bước, hồng lồ hư ảnh bắt đầu từ giữa không trung ngưng kết mà ra, tiếp đó hướng về đồng tử gào thét mà đi, đồng tử sắc mặt ngưng lại, không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà lại trực tiếp ra tay với hắn. Hơn triệu hồn phách ở tại đỉnh đầu ngưng kết, cùng Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp đối oanh, vô số hồn phách bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mặc dù đem Tiêu Viêm bốn đạp cho cản trở lại, bất quá ở nơi này trong nháy mắt, chính là diệt sát mấy vạn hồn phách. Hiện tại xem ra kéo dài thời gian chính là ngươi a, à, như thế nào, chẳng lẽ là thể nội chân chính vệ hồn đế thức tỉnh, ngươi đang cùng hắn cướp đoạt thịt này thân. Tiêu Viêm lúc này liền hơi hơi nở nụ cười, như có điều suy nghĩ nhìn xem đồng tử, sắc mặt người sau âm trầm, tựa hồ chính mình hết thảy làm cũng không chạy khỏi Tiêu Viêm mắt, hơn nữa hắn đều có thể chính xác không có lầm đoán, được bây giờ trạng huống của hắn. Bộ thân thể này đã sớm bị ta đoạt xá, muốn một lần nữa đoạt lại đi mơ tưởng. Mặc dù như thế, dù vậy, ta vẫn như cũ có thể phân ra thần tới đối phó ngươi, tại ta ngàn vạn hồn phách phía dưới, ngươi bất quá chỉ là sâu kiến một cái thôi. Đồng tử sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, gắt gao nhìn xem tiêu viêm, mà hậu chưa trưởng vung lên. Cái kia đông nghìn hồn phách chính là bao phủ mà đến. Số lượng khổng lồ trong nháy mắt ngưng kết trở thành một ngàn trượng lớn quỷ quái, che khuất bầu trời, trận thế dọa người hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống cái này từ vô số hồn phách hình thành ngàn trượng quỷ quạch chính là giơ lên cự trường nhấc lên đinh tai nhức óc cuồng phong tiếp đó hướng về tiêu viêm bỗng nhiên hung hăng đánh tới âm phong tê rít gào một trường này nhìn như chỉ là cơ thể hình cực lớn nhưng chân chính lực áp bách nhưng là nhưng là đến từ hắn ngàn vạn hồn phách ẩn chứa âm sát khí nhược chi phía trước hồn vương mười vạn hồn phách hình thành âm sát khí đối với nắm giữ bất hủ nhục thân nguyên thần tiêu viêm tới nói Hoàn toàn chính xác, không tạo được thực chất tính uy hiếp. Chẳng qua hiện nay lại là khác biệt, đối mặt không phải trăm vạn, mà là hơn ngàn vạn cái này khổng lồ lượng cấp, khó có thể tưởng tượng bằng bạc số lượng. Cho nên một trưởng này không chỉ có ẩn chứa lực lượng kinh khủng, kỳ thực bên trên uy hiếp lớn nhất mà có thể trực tiếp đối với linh hồn tạo thành đánh âm sát khí. Tiêu viêm ánh mắt hơi trầm xuống, mặc dù đoán chúng cái này si si nhất tộc kỳ thực lần trước khắc tình huống cũng không lạc quan, đang cùng vệ hồn đế nguyên bản hồn phách tranh đoạt nhục thân trưởng khống quyền nhưng rõ ràng cái này si di nhất tộc nhưng thủy trung còn chiếm giữ lấy thượng phong ít nhất lúc này là hắn có được thân thể trường khống quyền ngàn trượng cổ quái khổng lồ bàn tay trong nháy mắt biến là hướng về tiêu viêm gào thét mà tới tiêu viêm ánh mắt ngưng trọng cảm thụ được bàng bạc âm sát khí diệt hư thiên lôi bao trùm toàn thân sáng người ép xuống cuồng bạo sấm sét màu đen tại tiêu viêm trên thân thể vang dội thất sát chấn thần quyền tiêu viêm cũng là lúc này hét lớn một tiếng sau đó hỗn tạp lấy bảy loại lực lượng nắm đấm tăng thêm nguyên thần phân thân thân thể mạnh mẽ sức mạnh Bộ quyền này uy lực đồng dạng cực kỳ hung hãn cự trưởng rơi xuống tiêu viêm thất sát chấn thần quyền đột nhiên oanh ra cả hai từ thị giác phương diện bên trên không có chút nào khả năng so sánh nhưng chính là tại tiêu viêm nắm đấm đánh ra một cái chớp mắt chính là cùng cự trưởng đụng vào nhau ầm ầm cả hai đụng thẳng vào nhau thời điểm chính là bộc phát ra nổ vang dung trời càng là tại tới gần sau đó có thể rõ ràng trông thấy bàn tay khổng lồ này chính là từ vô số hồn phách ngưng kết mà thành từng đạo mặt người tại trên bàn tay nổi bật giống như đang phát ra không tiếng động gào thét một trường này càng là cùng tiêu viêm rằng co lại với nhau ngàn trượng quỷ quái bộc phát ra xuyên thấu linh hồn tiếng gào thét tiêu viêm cũng là cảm giác linh hồn nhói nhói thần trí cũng là xuất hiện hoảng hốt sẽ thấy tiêu viêm thần trí chịu đến xung kích thời điểm đồng từ mục quang lãnh lệ lập tức là vung bàn tay lên ngàn trượng quỷ quái khổng lồ bàn tay chính là hướng về tiêu viêm đột nhiên chộp tới bất quá nhưng vào lúc này ở xa một đạo quang mang đánh chúng vào tiêu viêm cơ thể nhất thời tiêu viêm linh hồn nhói nhói chính là bỗng nhiên tiêu thất chợt biến là bỗng nhiên ngừng đầu tới thân hình xê dịch ở tại khổng lồ bàn tay tới phía trước tránh thoát mà nhường tiêu viêm trong nháy mắt khôi phục thần trí cũng không phải là chính hắn nếu là theo hàn quang cướp được phương hướng tìm kiếm mà đi ở nơi này hắc ám hư vô ở trong có một thân ảnh liền tồn tại ở bóng tối này ở trong nhưng nếu là dùng mắt thường phương thức căn bản không có khả năng phát hiện thậm chí đến rồi bên người cũng không phát hiện được chút nào khí tức tồn tại tinh tế thân ảnh yểu điệu chính là dấu ở hư vô này ở trong cầm trong tay một thanh tạo hình cổ quái vũ khí mảnh khảnh giữa kẽ tay tản ra đủ loại tê sáng đạn đá trước đây năm vị hồn hoàng rõ ràng chính là bị trong tay nàng đạn đá đánh trúng bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com/scab phim, viết liền không giấu nhé. Đến nỗi thân phận của nàng, chính là trước kia không có chịu đến Tiêu Viêm triệu hoán, từ chín mắt thần hồ lô ở trong lướt đi một đạo khói xanh, nàng cũng là Tiêu Viêm dùng chín mắt thần hồ lô thôn nạp trăm vạn hồn phách phía sau xuất hiện đạo thứ năm thân ảnh ảnh nữ. Mà năng lực của nàng cùng trước đây bốn vị cũng không lớn giống nhau, cũng không thể trực tiếp trên chiến đấu cho Tiêu Viêm trợ giúp, bất quá nhưng là có thể ở âm thầm bắn ra từng viên nắm giữ lực lượng cường đại đạn đá kỳ thực bọn chúng tên thật xưng là minh hà linh đạn nhất thiết phải phối hợp minh hà khoa kỹ vũ khí đặc chế mới có thể vận dụng đáy vực cực khổ nhưng mà vũ khí như vậy chỉ tồn tại ở cổ minh hà khoa kỹ sinh sôi tới đỉnh phong thời điểm mới nắm giữ bây giờ đã là sớm đã thất truyền tồn tại đã là cực kỳ số ít huống chi minh hà linh đạn tiêu hao như thế phẩm phương pháp chế luyện biết được người ít càng thêm ít cường đại nhất chính là ngoại trừ có thể địch nhân công kích bên ngoài cũng tương tự có thể trợ giúp đồng bạn Tiêu viêm phía trước linh hồn bị chấn nhiếp cũng là ảnh nữ dùng phục hồn linh đánh vì tiêu viêm khôi phục thần trí. Bất quá rõ ràng ảnh nữ mặc dù năng lực như vậy rất mạnh nhưng lại cần rất dài thời gian chuẩn bị, cho nên nhất thiết phải che giấu từ một nơi bí mật gần đó đối với địch nhân làm công kích. Nếu là ở chiến đấu mấu chốt lại trái bỏng thời điểm ảnh nữ năng lực có lẽ mà có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tiêu viêm lạnh hít sâu một hơi vừa mới nếu là không có ảnh nữ linh đạn trợ giúp e rằng một kích này cho dù không chết, coi như nguyên thần phân thân nhục thân cường đại cũng tương tự sẽ thụ thương. Dù sao, có được ngàn vạn hồn phách, tại uy lực về điểm này không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, mặc dù đồng tử chính là có được ngàn vạn hồn phách vệ hồn đế, bất quá bây giờ có thể thi triển ra sức mạnh, nhưng là hết sức có hạn, bởi vì từ nơi này đồng tử trong ánh mắt chính là có thể thấy được, thể nội đang có hai đạo linh hồn bây giờ đều ở đây tranh đoạt bộ thân thể này trường khống quyền nếu là tiêu viêm muốn tại chiến thắng hắn bây giờ chính là cơ hội duy nhất vạn hỏa thần vực tiêu viêm bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh tại mười tuyệt yêu lửa đề thăng phía dưới nguyên bản chính là có sáu nghìn vạn nguyên khí nội tình tiêu viêm nguyên khí nội tình bây giờ tăng vọt ở giữa tăng lên tới một trăm năm mươi triệu bước này bàng bạc số lượng hoàn toàn có thể trèo chống tiêu viêm hôm nay chiến đấu tiếng nói vừa mới rơi xuống nguyên khí phun trào hóa thành hỏa diễm hướng về bốn phía phủ tới trong khoảnh khắc bốn phía toàn bộ hư vô biến là bị tiêu viêm biển lửa bao trùm bát hoang huyền trọng xích bây giờ nắm cùng tiêu viêm tay trong lòng bàn tay vô số hỏa diễm từ tiêu viêm trên thân bay lên quay quanh toàn thân toàn bộ bát hoang huyền trọng xích càng là giống như trong nháy mắt bị nhen lửa đồng dạng toàn bộ thước trên thân hỏa diễm cháy hừng hực tiêu viêm phía trước tại tử thần hư linh tháp ở trong học tập tạo hóa giai đấu kỹ vẫn không có cơ hội thi triển bây giờ mới thật sự là trong thực chiến lần thứ nhất thi triển tạo hóa giai thần lửa hư phá chảm tiêu viêm khẽ quát một tiếng nắm bắt hoang huyền trọng xích cánh tay lại cũng là đang khẽ run có thể thấy được ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào đồng tử tại ngàn trượng quỷ quái sau lưng tiêu viêm muốn công kích được đồng tử nhất định phải trước đem trước mắt cái này ngàn trượng quỷ quái giải quyết bằng không không có khả năng có cơ hội làm bị thương hậu phương đồng tử tất cả mọi người lên cho ta sợ cái gì sợ có lão tử tại đồng tử truyền đến một tiếng quát chói tai phía trước nam vị hồn hoàng bây giờ vẫn như cũ thanh tỉnh lại Bất quá nhìn xem bực này chiến đấu, đều là ở một bên chú, đứng yên quan sát, tựa hồ vừa mới bị công kích để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Bất quá tại đồng tử một tiếng giận dữ mắng mỏ sau đó, chính là toàn thân chấn động, lại lần nữa là cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm, tại một chút do dự sau đó, nam vị hồn hoàng tại liếc mắt nhìn nhau phía sau, thân hình khẽ động liền hướng về Tiêu Viêm mau chóng đuổi theo. Nhưng một đám hồn vương vẫn còn do dự, cũng là không dám tùy tiện ra tay. Dù sao mới vừa khả năng công kích nhường hồn hoàng đô tổn thương nếu là đánh chúng bọn hắn e rằng nhất kích trí mạng đều vô cùng có khả năng cho dù tại phệ hồn đế giận dữ móng mỏ phía dưới bọn hắn cũng là chỉ dám tạm thời quan sát hưu phanh mà hơn 10 người hồn vương còn tại dầu dĩ phải trong muốn xuất thủ đối với tiêu viêm phát động thời điểm tiến công một cái hồn hoàng thân hình chấn động bi tâm lại lần nữa là xuất hiện một cái lỗ máu thân hình bắn ngược lập tức còn lại bốn tên hồn hoàng lập tức thân hình lui về phía sau bắn ngược bắt lộ ra vẻ hoảng sợ không còn dám tới gần tiêu viêm một chút đáng chết các người đi tìm liền tại đây bốn phía có một cái cái bóng đem nàng tìm ra đồng tử lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng bốn tên hồn hoàng sắc mặt khó coi nhìn xem tràn ngập sương mù dày đặc hư vô công kích căn bản tìm không được dấu vết mọi người như thế nào đi tìm cái này cùng mò kim đáy biển không khác các người đang sợ cái gì khoảng cách gần thời điểm cái bóng không phải là các người đối thủ ngay tại ngàn trượng bên trong nhất thiết phải đem hắn tìm được đồng tử nhìn thấy bốn tên hồn hoàng đô là e ngại chính là lại lần nữa quát tiếng uống đạo bốn tên hồn hoàng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt vệ hồn đế giận dữ mắng mỏ bọn hắn như vậy bọn hắn liền giận dữ mắng mỏ hồn vương chỉ có thể bức bách cái này hơn 10 người hồn vương cũng là cùng nhau tìm kiếm cái này che giấu cái bóng chợt cả đám trở biến là ở trong sương mù dày đặc tìm kiếm cái bóng mênh mông như vậy hư vô nhân số dù sao cũng có hạn cho nên chỉ có thể là chia ra tìm kiếm không quá phận đầu tìm kiếm hạ tràng liền để cho tâm thần của mọi người càng căng thẳng hơn bởi vì tại an tĩnh hư vô ở trong không bao lâu liền truyền đến một đạo vang vọng thanh âm sau đó chính là kêu thảm thanh âm như vậy tại trong sương mù dày đặc lộ ra càng thê lương bọn hán phệ hồn tộc tại dĩ vãng trong năm tháng cơ hồ đối với cái này vực sâu cực địa có tuyệt đối trưởng khống quyền tồn tại ở nơi này toàn bộ sinh linh đều chỉ sẽ trở thành con mồi của bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bọn hắn lại trở thành người khác con mồi. Tóm lại, tại yên tĩnh một lát, sau liền sẽ chuyển ra một đạo kêu thảm, thảm như vậy gọi những sưu tầm hơn 10 người hồn vương tốc độ tim đập cực nhanh, càng là chỉ dám thận trọng tìm kiếm bốn phía hư vô. Bất quá ở nơi này hư vô ở trong, nửa ngày trôi qua về sau, ở nơi này mấy trăm trượng hư vô ở trong, bọn hắn đều là không có bất kỳ cái gì phát hiện, ngược lại là chịu đến công kích càng ngày càng nhiều. Nếu là phạm vi khoách trường đến ngàn trượng, muốn tìm được khả năng thì sẽ lại lần nữa giảm mạnh. Lệnh cái này đám người không thể tưởng tượng nổi chính là nông vụ có che đậy linh hồn chi lực công hiệu, có thể tại ngàn trượng bên ngoài, đều có thể chính xác, không có lầm công kích được địch nhân. Đây là một kiện kinh khủng bực nào chuyện, như thế làm cho những này phệ hồn tộc trong lòng càng là e ngại, loại cảm giác này tựa hồ so mò kim đáy biển còn muốn càng thêm khó khăn. Kỳ thực bọn hắn cũng không biết, có mấy danh vệ hồn tộc từ ảnh nữ bên cạnh, lướt qua thời điểm, bọn hắn đều cũng không có phát hiện tồn tại, Tầm thường linh hồn chi lực căn bản cảm giác không đến ảnh nữ tồn tại, mắt thường thì càng không cần nhiều lời. Cho nên muốn phải tìm được ảnh nữ, lấy những thứ này vệ hồn tộc sức mạnh, đích thật là so với cái này mò kim đáy biển còn muốn càng thêm khó khăn. Oanh. Ảnh nữ giúp Tiêu Viêm chuẩn bị đủ yểm hộ, bây giờ Tiêu Viêm chỉ cần chuyên chú cùng vệ hồn đế nhất chiến, đầu tiên chính là muốn đem nó cái này ngàn trượng quỷ quái cho đánh tan. Tiêu Viêm một thức vung ra. Toàn bộ biển lửa chính là tại Tiêu Viêm một thức phía dưới lên thiên dựng lên hướng về ngàn trượng quỷ quái bao phủ tới âm vang một tiếng sóng lửa giống như một miệng phun trào núi lửa đều đánh vào ngàn trượng quỷ quái thân thể bên trên tiếp theo một cái chớp mắt chính là nghe được vô số hồn phách bạo phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương tiếp theo một cái chớp mắt ngàn trượng quỷ quái bỗng nhiên bỗng nhiên hút một cái sau đó âm sát khí chính là phụt lên mà ra giống như muốn sinh sinh đem tiêu viêm biển lửa cho thổi tan đáy vực lịch nếu là tầm thường hỏa diễm tự nhiên là ngăn cản không nổi hắn ngàn vạn hồn phách hình thành âm sát khí chỉ bất quá tiêu viêm hỏa diễm cũng không phải tầm thường hỏa diễm chính là lại ba cái hỏa diễm chi tâm sen lẫn mà thành âm sát khí cho dù cường hãn nhưng chỉ là nhường biển lửa phiêu động từ đầu đến cuối cũng không có muốn xua tan trí rõ ràng cái này âm sát khí còn có thổi tan hỏa diễm chi tâm ngọn lửa uy lực tiêu viêm ánh mắt ngưng lại ngàn trượng quỷ quái trên thân đã là bị hắn mới nhất chàm sau đó chảy xuống một đạo xuyên qua cả người thương thế cho nên tiêu viêm nắm lấy cơ hội hòa diễm lại lần nữa bao trùm bát hoang nguyền trọng xích lại là nhất chạm biển lửa ngập trời lại là tạo thành một đạo trường trăm trượng ánh lửa đánh về phía ngàn trượng quỷ quái cái sau không cách nào né tránh chỉ có thể mắt thấy hòa diễm đánh phía chính mình thật là cường đại hòa diễm chẳng lẽ là hòa diễm chi tâm đồng tử ánh mắt ngưng lại trầm giọng lầm bầm nói hai đạo vết thương xuyên qua ngàn trượng quỷ quái nhưng vẫn như cũ chưa từng sụp đổ. Bất quá tại Tiêu Viêm thần lửa phá hư trảm vung ra hai đạo sau đó, cái này ngàn trượng quỷ quái cũng là có sụp đổ chi ý. Nhưng mà cái này đệ tam trảm mới chính thức là này đấu kỹ chỗ tinh túy, cái này nhất trảm không chỉ có uy lực tối cường, hơn nữa toàn bộ biển lửa đều sẽ tùy theo mà nổ tung. Hình thành xung kích cùng lực lượng hủy diệt sẽ cùng Phật nộ hỏa liên đều có liều mạng. Phá cho ta. Tiêu Viêm lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng, đệ tam trảm cũng là không chút nào nghi trễ đột nhiên vung ra cái này nhất chàm ánh lửa hướng về ngàn trượng quỷ quái bao phủ tới lực lượng hủy diệt tràn ngập bốn phía hư vô tiếp theo một cái chớp mắt chính là nghe được ầm vang tiếng nổ vang vọng bốn phía rầm 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 cả biển lửa phảng phất trong nháy mắt bị dẫn bạo đồng dạng sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt bao phủ bốn phía toàn bộ không gian phảng phất đều bị bỗng nhiên nghiền ép một cái giống như chỉ thấy cái kia ngàn trượng quỷ quái toàn bộ thân hình run rẩy sau đó chính là tại nơi biển lửa nổ tung xung kích ở trong đều bị nghiền nát cái kia vô số hồn phách càng là đang thiêu đốt hưởng hưởng hỏa diễm phía dưới triệt để hóa thành hư vô trong biển lửa chỉ thấy tiêu viêm thân hình giống như một đạo như đạn pháo không có bất kỳ cái gì nghi trễ hướng về đồng tử bạo lướt mà đi giơ lên cao cao bát hoang huyền trọng xích hướng về đồng tử đập tới tiêu viêm không có thi triển rượu sụp đổ cái này vệ hồn tộc cùng thiên nhân phủ linh hồn đại khái một dạng rượu sụp đổ e rằng không có thực tế hiệu quả phương thức tốt nhất chỉ có thể dùng tuyệt đối lực lượng đem hắn áp chế đồng tử nhìn xem gào thét mà đến tiêu viêm sắc mặt vẫn như cũ bình thản tựa hồ tiêu viêm đem hắn cái này ngàn trượng quỷ quái hủy diệt đối với hắn cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương đối mặt tiêu viêm công kích đồng tử vung tay lên một đạo hắc quang chính là hướng về tiêu viêm gào thét mà đi đông tiêu viêm một thước đánh vào hắn hắc quang phía trên tiêu viêm thân hình dừng lại thân hình trì trệ sau đó trực tiếp bị hắn đánh bay lập tức khí huyết cuồn cuộn tiêu viêm ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi bây giờ nếu thật như hắn ngờ tới đồng dạng thật tại cùng phệ hồn đế linh hồn tranh đoạt như vậy cái sau một khi thất bại xì xì nhất tộc linh hồn hoàn toàn nắm trong tay phệ hồn đế nhục thân tiêu viêm liền đem lại không chiến thắng hắn cơ hội muốn chiến thắng với hắn bây giờ là cơ hội duy nhất phệ hồn đế ta không biết ngươi có thể lấy nghe được ta lời nói ngươi nếu có thể áp chế lại ngàn vạn hồn phách một chút ta liền có thể giúp người xóa bỏ hồn phách của hắn để cho ngươi một lần nữa đoạt lại nhục thân tiêu viêm huyền lập giữa không trung những thứ này cũng chỉ là ngờ tới bất quá cũng chưa hẳn không thể thử một lần kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé lim tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người